phút em có đang vui vẻ không? Vui vẻ. Còn anh thì lúc nào anh cũng vui hết á. Anh vui bởi vì anh không cấm được em. Đúng không em? Anh nhớ vào trung thu vài năm trước, hai đứa hạnh phúc bên nhau quên cái tình yêu, không có gì đánh đổi được. Em đi đâu cũng gọi điện về. Người ta cứ nói là tình yêu hơn 7 năm là tình mãi mãi, nhưng mà đối với anh thì tình yêu này sẽ mãi không nhạt phai. Và cứ thế tình yêu này băng qua hết bao ngày tháng, rồi đến một ngày anh đã gục ngã với câu chuyện mới đầy gian nan. Câu chuyện bắt đầu khi mà em biết ra ngồi nét với bạn em. Em quen người này em quen người kia, thời gian cho anh ngày càng thêm. Anh nghe nói có thằng Việt kiều nào đó nó đang hẹn hò em. Tháng 8 năm nay nó về Việt Nam và nó ra mắt bên nhà em. Kể từ ngày đó anh thất vọng, chẳng biết phải làm gì. Anh cố níu kéo để em quay lại nhưng mà em đành lòng bước đi. Và anh chỉ tức một điều là anh đã đến trước người ta, nhưng rồi tình thế đảo lộn, rồi anh trở thành người thứ ba. Như em đã bên nơi kia thì xin hãy quên anh đi, vì tình yêu của anh đã chết rồi hai người. Giả như ngày chưa đứng đến bên nhau có lẽ sẽ vui hơn. Vậy thì thôi nhé, anh xin chúc em hạnh phúc. Anh không biết là phải thức trắng đến bao nhiêu đêm trong một bài hát. Anh cũng không biết là mất bao lâu để xây dựng thành cái lâu đài khác. Là bạn nhật ký này có cả ngày tháng mình bên nhau, trong này có ghi chép lại những chuỗi ngày dài, đọc lại càng thêm đau. Cho anh hỏi em câu cuối nha, là em có còn thương anh không? Nếu em còn thương anh thì tại sao em chọn thằng kia làm chồng? Thì không liên quan, nhưng mà anh biết cái câu trả lời đó, bởi vì anh hiểu điều đó từ ngày em nói hãy để em tự do. Con đường tình yêu bây giờ đây chỉ còn bóng anh đi một mình. Cuộc sống làn gió không mà thằng thứ ba đứng nhìn người ta với bồ mình. Cái người thứ ba đó là ai? Không nói thì em cũng biết mà. Đó là cái người luôn bên cạnh em, luôn quan tâm em. Nhưng tiếc là ông trời sinh ra nhà anh nghèo, ba anh đạp xích lô, tiền ăn hàng ngày anh còn thiếu thốn. Nói gì tới mấy chiếc xe đổ, còn